Cao Bồ. Anh ơi, cho em hỏi đường về Hà Nội với ạ. Anh ơi, em biết đường về Hà Nội không anh? Em có rồi. Ôi giời, anh đang nghĩ, anh đang nghĩ. Đợi tí. Em có rồi. Anh không biết à? Anh kia chỉ kia. Từ quê lên Hà Nội nhưng không nhớ đường, hai bạn sinh viên có màn hỏi đường xuyên ngôn ngữ khiến dân mạng khóc thét. Đường xá ở Việt Nam chúng ta vẫn là một thứ gì đó vô cùng khó khăn, với hệ thống đường lớn đường bé dày đặc, ngã ba ngã tư ở khắp mọi nơi khiến những tay lái lụa đôi khi cũng khóc thét. Chưa kể đến những bạn sinh viên hay người mới ở quê lên thành phố thì lại càng khó nhằn hơn. Cũng may là từ ngày có Google Maps, nỗi sợ nhầm đường đã được phần nào giải quyết. Tuy nhiên, không phải lúc nào chỉ Google cũng đúng, khi từ trước đến nay đã có vô số lần những người đi theo chỉ dẫn của Google sau đó mắc vào đường cụt, đường cấm và nhiều tình huống dở khóc dở cười khác nữa. Và mới đây, một cặp đôi trong một lần từ quê lên Hà Nội nhưng không nhớ đường, vì mất niềm tin vào chỉ Google nên đã sử dụng biện pháp hỏi ý kiến những người xung quanh, làm ai cũng cười nghiêng ngả vì cái kết hết sức mỹ mãn. Theo hình ảnh trong video cho thấy, lúc này hai bạn đang băng qua một cánh đồng vắng. Bên đường có hai chú bò đang còn say sưa gặm cỏ, nên các bạn ấy đã thử hỏi đường xem sao. Khi hỏi chú bò đầu tiên một cách hết sức lịch sự, nhẹ giọng xưng bằng anh rõ ràng. Anh ơi, anh biết đường về Hà Nội không anh? Anh bò ơi. Ôi giời, anh đang nghĩ. Anh bò ơi. Anh cũng biết. Nhưng dường như chú bò ấy chưa lên thủ đô lần nào, nên sau đó đã lắc đầu. Đến lượt chú bò tiếp theo thì có vẻ khả quan hơn. Có lẽ thanh niên này đã ít nhất một vài lần lên Hà Nội cháy phố, nên đã hướng dẫn cho hai bạn ấy ngay sau câu hỏi đầu tiên. Anh ơi, anh chưa chỉ chị kia. Đấy mới thấy biết tí ngoại ngữ giao tiếp với bò nó sang hơn hẳn. Và bò thì cũng có bò this, bò das. Đôi khi con này không biết nhưng con kia lại biết, cũng giống như chúng ta mà thôi. Tuy nhiên, sau khi xem hết clip, một số dân tình đã phát hiện ra thực chất chú bò đầu tiên không phải không biết đường, mà do nó đang dỗi. Rõ ràng người ta là con gái thế kia, mà xưng là anh ơi thì nó lắc đầu xin mạng phép không trả lời là đúng rồi. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.